cắm trại trong rừng, chứng kiến quả trứng ngoài hành tinh vương vòi kỳ dị, khiến người đàn ông lập tức bỏ chạy thoát thân. Theo tờ Daily Mail chia sẻ, trong một lần đi dạo ở Úc, một du khách người Mỹ đã tình cờ tìm thấy một số quả trứng lạ trong rừng. Quả trứng này có màu xám, thậm chí phần vỏ đã tách ra nhiều như thể có thứ gì đó sắp nở. Vì quá tò mò và muốn biết đây là trứng của loài vật nào, nên anh ta đã quyết định đi xung quanh kiểm tra. Lần này, người đàn ông tìm thấy một quả trứng tương tự ở bãi cỏ gần đó. Quả trứng này đã vỡ gần hết, thứ màu đỏ bên trong đã xuyên thủng lớp màng bao bọc để chui ra ngoài. Thế nhưng nó hoàn toàn không phải là con vật, mà thay vào đó là những chiếc vòi màu đỏ trông như xúc tu bạch tuộc đang nhô ra. Xung quanh chảy ra toàn chất nhầy, trông y hệt như những quả trứng của sinh vật ngoài hành tinh thường thấy trên phim. Đặc biệt, các xúc tu để lộ ra chất gì đó màu đen bên trong, chúng còn toát ra mùi hôi thối đáng sợ. Anh chàng sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh này đã bị một phen thất kinh. Anh ta lập tức chạy ngay về khách sạn để báo với lực lượng chức năng có liên quan. Nào ngờ, khi đến tận nơi xem xét, những người dân địa phương đã cho anh biết quả trứng ngoài hành tinh đó thực ra là một loại nấm đặc trưng ở Úc. Loại nấm này có tên gọi là bàn tay quỷ, tên khoa học là Chondrus acheri, vì hình dáng kỳ dị sau khi nở. Nó phát triển trên đất, thường là trong các vụn gỗ mục nát gần gốc cây cổ thụ, trong rác lá. Và mặc dù các chuyên gia xác nhận mọi thành phần trong nấm không có độc, nhưng mọi người không dám ăn thử chúng vì mùi quá thối. Quả là một loại nấm thú vị phải không nào? Các bạn khán giả nghĩ sao về phát hiện này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha!